chào tất cả các em học sinh khối 10. Cô tên là Huyền, cô đến từ trang khóa học.vietsoc.com. Hôm nay cô sẽ cùng các em tìm hiểu bài số 32 Hydrosulfur lưu huỳnh dioxit lưu huỳnh trioxit. Thế thì trong ba hợp chất của lưu huỳnh này thì đã có một hợp chất chúng ta đã được học từ trung học cơ sở, đó là lưu huỳnh dioxit. Các bạn tìm hiểu trong phần trong bài oxit acid. Thế thì ở chương trình lớp 10 này thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về lưu huỳnh dioxit và tìm hiểu thêm một số hợp chất khác của lưu huỳnh. Và học xong bài số 32 này thì mục tiêu các bạn nắm được là các bạn phải nêu được tính chất vật lý cũng như tính chất hóa học của các hợp chất này và dẫn ra được những phương trình hóa học chứng minh cho tính chất hóa học. Thế thì sau đây chúng ta cùng đi nghiên cứu cụ thể từng chất một. Trước tiên là hydrosulfur. Các bạn cùng ghi phần đầu tiên. Hydrosulfur. Thì các bạn phải nắm được công thức phân tử ở đây là H2S và ở trạng thái khí thì có tên là hydrosulfur. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu đầu tiên về tính chất vật lý. Thì các bạn cùng để ý này, hydrosulfur H2S là chất khí không màu, mùi trứng thối và rất độc. Đấy. Như vậy là tính chất vật lý đầu tiên các bạn phải nắm được để thể hiện đó là chất khí không màu, mùi trứng thối đấy, và đặc biệt là rất độc. Đây, sách giáo khoa đã dẫn ra chúng ta chứng minh tính độc của hydrosulfur, đó là chỉ 0,1% hydrosulfur có trong không khí đã gây nhiễm độc mạnh. Và đặc biệt là lát nữa khi nghiên cứu về trạng thái tự nhiên thì chúng ta biết là khí này sinh ra sau sự phân hủy xác động vật thối rữa mà thành. Ngoài ra thì còn có thể thấy ở trong các bể chứa nước ngầm của chúng ta đấy, để lâu thì cũng có phân hủy ra khí hydrosulfur. Đấy chính là lý do tại sao mà có rất nhiều trường hợp đó là xuống thau rửa bể ngầm đấy và bị ngạt khí độc đấy, và một phần các khí độc trong cái bể ngầm đấy chính là hydrosulfur nhá. Rất độc thì các bạn có thể lưu ý là 0,1% H2S trong không khí. Không khí cô viết tắt đã gây nhiễm độc mạnh. Tiếp theo thì các bạn so sánh xem là hydrosulfur nặng hay nhẹ hơn không khí thì chúng ta chỉ việc tính tỷ số tính tỷ khối của hydrosulfur so với không khí. Thì tỷ khối này được tính bằng phân tử khối của hydrosulfur là 34 chia cho phân tử khối không khí lấy xấp xỉ 29 và kết quả này xấp xỉ 117. Như vậy là hơi nặng hơn không khí. Ngoài ra các bạn phải nắm được hydrosulfur thì hóa lỏng ở âm 60 độ C và tan ít trong nước. Sách giáo khoa đã lấy ra dẫn chứng chứng minh đó là ở 20 độ C và 1 atmosphere thì khí hydrosulfur có độ tan là 0,38 gram trong 100 gram nước. Như vậy là rất là ít. Tiếp theo thì chúng ta nhắc lại một chút về tính chất hóa học của hydrosulfur. Tính chất hóa học thì các bạn nắm được đó là hydrosulfur trạng thái khí khi tan trong nước thì tạo thành một dung dịch axit rất là yếu. Và axit này có tên là axit sulfuhydrid. Nha. Các bạn phải nắm được cái quá trình này. Như vậy là tính chất hóa học đầu tiên của hydrosulfur đó là tan vào trong nước để tạo thành dung dịch axit yếu. Như vậy chúng ta có thể khái quát đầu tiên đó là tính axit yếu.
Tính axit yếu, và các bạn lưu ý là yếu hơn cả axit sulfu axit carbonic nha. Và dung dịch axit sulfuric thì các bạn nhớ là yếu hơn cả axit carbonic. Đấy. Và dù nó yếu hơn cả axit carbonic nhưng các bạn lưu ý là axit sulfuric vẫn làm đổi màu quý tím nha. Và tính axit yếu này được thể hiện đó là hydrosulfur có thể tác dụng được. Tôi xin lỗi, là axit sulfuric có thể tác dụng được với các kim loại hoạt động mạnh chẳng hạn như là natri, kali. Đấy. Và một số và cô xin lỗi là và tác dụng được với dung dịch bazơ. Và khi tác dụng với dung dịch bazơ thì có thể thu được hai loại muối nhá, hai loại muối. Vậy các bạn có thể ghi phương trình hóa học thể hiện đó là hydrosulfur phản ứng với dung dịch natri hydroxit thì có thể thu được muối trung hòa, tức là muối không có chứa hydro là natri sulfur và nước. Cân bằng phương trình thêm 2 và natri hydroxit, 2 và nước. Hay là hydrosulfur có thể phản ứng với natri hydroxit để thu được muối natri hydrosulfur. Đấy. Và giải phóng và nước nha. Thế phản ứng này thì chúng ta không phải cân bằng. Thế thì hai phản ứng này chúng ta phải lưu ý là phải nắm vững. Bởi vì sau khi học xong cái bài này thì chúng ta sẽ có một dạng bài tập liên quan đến chỗ H2S, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm nhá. Thì các bạn phải nắm vững được cái phương trình hóa học này. Tiếp theo thì chúng ta để ý này, trong phân tử H2S thì lưu huỳnh ở đây có số oxy hóa là -2. Như vậy số oxy hóa của lưu huỳnh trong H2S là số oxy hóa thấp nhất của lưu huỳnh. Do đó khi tham gia phản ứng hóa học thì S-2 này có thể bị oxy hóa thành lưu huỳnh 0 hoặc là lưu huỳnh dương 4 hoặc lưu huỳnh dương 6. Do đó mà chúng ta có hydrosulfur có tính khử mạnh. Tính khử mạnh. Chúng ta có thể dẫn ra một số phương trình hóa học chứng minh. Chẳng hạn như là hydrosulfur tiếp dung dịch axit sulfuric. Cô xin lỗi, là dung dịch axit sulfuric tiếp xúc với oxy của không khí chẳng hạn. Đấy. Để tạo thành lưu huỳnh và nước. Thế cân bằng phương trình thêm 2 và nước, 2 và hydrosulfur, vậy 2 và lưu huỳnh. Hay là đốt hydrosulfur trong oxy chẳng hạn thì chúng ta thu được lưu huỳnh dioxit và nước. Cân bằng phương trình thêm 2 và nước, 2 và hydrosulfur, 3 và oxy. Đấy, chúng ta có thể xác định số oxy hóa này, lưu huỳnh -2 lên 0, hay đây lưu huỳnh -2 lên dương 4 chẳng hạn. Thế chúng ta có thể lấy một ví dụ lưu huỳnh từ -2 lên dương 6. Đó là phản ứng của hydrosulfur với dung dịch nước brom. Và sản phẩm của phản ứng này chúng ta thu được axit bromhydric và axit sulfuric. Cân bằng phương trình thêm 8 và HBr 4 cho Br2. Chưa? Như vậy ở đây sẽ là 4 và nước. Thế chúng ta cùng xác định số oxy hóa này, lưu huỳnh trong H2S là -2, sau phản ứng lên lưu huỳnh dương 6. Như vậy là chúng ta vừa lấy các phương trình hóa học chứng minh cho tính khử mạnh của hydrosulfur. Tiếp theo là chúng ta chuyển sang phần trạng thái tự nhiên. Thì chúng ta để ý này, trong tự nhiên hydrosulfur có trong một số nước suối, khí núi lửa và bốc ra từ xác chết của người và động vật nha. Như vậy là chúng ta có thể lưu ý là có trong nước suối này,
một số nước suối, khí núi lửa và bốc ra từ xác chết người và động vật. Tiếp theo là về sản xuất và điều trong công nghiệp và điều chế trong phòng thí nghiệm. Thì chúng ta lưu ý là trong công nghiệp người ta không sản xuất khí hydro sulfur. Tại sao? Thứ nhất là bởi vì khí này độc, và thứ hai là khí này không có nhiều ứng dụng. Và trong thí nghiệm với mục đích nghiên cứu thì người ta điều chế như sau. Đó là cho sắt 2 sulfur FeS tác dụng với dung dịch axit chlorhydric. Đấy. Và sản phẩm thu được chính là sắt 2 clorua và giải phóng khí hydro sulfur. Cân bằng phương trình thêm 2 vào axit chlorhydric. Như vậy là cô vừa hướng dẫn các em củng cố kiến thức về hydro sulfur. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang tìm hiểu về lưu huỳnh dioxit. B. Lưu huỳnh dioxit. Công thức phân tử là SO2. Trước tiên là chúng ta nhắc lại một chút về tính chất vật lý. Thì các bạn cùng theo dõi này, lưu huỳnh dioxit hay là khí sulfur là chất khí không màu, mùi hắc. Đấy. Nặng hơn không khí, như vậy các bạn phải nắm được là chất khí không màu, mùi hắc. Tiếp theo là nặng hơn không khí. Để xác định xem nó nặng hơn không khí bao nhiêu lần thì chúng ta chỉ việc lấy tỉ khối của lưu huỳnh dioxit so với không khí, được tính là bằng phân tử khối của lưu huỳnh dioxit là 64 chia 29, và đây xấp xỉ 2,2, tức là nặng gấp hơn 2 lần không khí. Và tiếp theo các bạn nắm được là hóa lỏng ở âm 10 độ C. Đấy, tan nhiều trong nước. Tan nhiều trong nước. Và trong sách giáo khoa đã dẫn ra cho các bạn chứng minh này. Ở 20 độ C, một thể tích nước hòa tan được 40 thể tích khí lưu huỳnh dioxit. Và chú ý là lưu huỳnh dioxit là khí độc. Đấy, hít thở phải không khí có khí này sẽ gây viêm đường hô hấp. Như vậy các bạn phải nắm được đó là lưu huỳnh dioxit là khí độc. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhắc lại một chút về tính chất hóa học của lưu huỳnh dioxit. Thế thì ở lớp 9 chúng ta học về bài oxit thì chúng ta đã biết là lưu huỳnh dioxit ở đây là oxit acid. Thể hiện thứ nhất là tác dụng với nước tạo thành dung dịch acid. Đấy, đó là tác dụng với nước tạo thành dung dịch acid. Đấy, chúng ta có thể viết phương trình lưu huỳnh dioxit tác dụng với nước để tạo thành acid là acid sulfur H2SO3. Nhà lưu ý đây là acid sulfur. Và lưu ý là phản ứng này là thuận nghịch, được chưa? Vì ngay lập tức acid sulfur này bị phân hủy tạo thành SO2 và H2O, acid này không bền nhá. Như vậy acid này yếu và không bền. Tiếp theo, tính oxit acid được thể hiện đó là nó tác dụng được với oxit bazơ để tạo thành muối. Lấy ví dụ như là SO2 tác dụng với natri oxit tạo thành muối natri sulfit Na2SO3. Đấy. Ngoài ra là tác dụng với dung dịch bazơ. Thì các bạn lưu ý là tương tự như hydro sulfur thì lưu huỳnh dioxit tác dụng với dung dịch bazơ là có thể thu được hai loại muối là muối trung hòa và muối axit.
Đấy. Chúng ta có thể lấy ví dụ như lưu huỳnh dioxit phản ứng với natri hydroxit tạo thành muối trung hòa Na2SO3 và nước. Thế cân bằng phương trình thì thêm 2 và natri hydroxit. Hay là lưu huỳnh dioxit có thể phản ứng với natri hydroxit để tạo thành muối axit là NaHSO3. Thế thì hai phản ứng này các bạn cũng phải lưu ý để chúng ta làm bài tập dạng cho H2SO2 tác dụng với dung dịch kiềm để xác định sản phẩm một cách chính xác. Tiếp theo thì chúng ta cùng xét xem là ngoài là oxit axit thì lưu huỳnh dioxit còn có tính chất nào nữa. Thì chúng ta để ý vào phân tử lưu huỳnh dioxit. Ở đây lưu huỳnh có số oxy hóa là dương 4. Như vậy khi tham gia phản ứng hóa học thì số oxy hóa này có thể tăng lên lưu huỳnh dương 6. Vậy khi số oxy hóa mà tăng lên dương 6 thì lưu huỳnh dioxit có tính gì? Có tính khử, chúng ta có khử tăng đúng không? Ô giảm đúng không? Vậy khi tham gia phản ứng hóa học thì số oxy hóa của lưu huỳnh dương 4 này có thể giảm xuống 0 hoặc là trừ 2. Vậy khi số oxy hóa của nó giảm xuống thì lưu huỳnh dioxit ở đây có tính oxy hóa. Chúng ta có thể lấy ví dụ. Chẳng hạn như là lưu huỳnh dioxit phản ứng với dung dịch nước brom. Như vậy sản phẩm thu được đấy chính là axit brom hydric và axit sulfuric. Cân bằng phương trình thêm 2 và HBr. Như vậy xác định số oxy hóa thấy lưu huỳnh dương 4 lên lưu huỳnh dương 6. Như vậy SO2 ở đây đã có tính khử chưa? Tính khử. Thế về tính oxy hóa thì chúng ta có thể lấy ví dụ như là SO2 phản ứng với H2S. Đấy. Sau phản ứng thu được lưu huỳnh và nước. Cân bằng phương trình thêm 2 và nước, vậy 2 và H2S và 3 và lưu huỳnh. Thế xác định số oxy hóa chúng ta thấy đây dương 4 xuống 0. Như vậy lưu huỳnh dioxit có tính oxy hóa. Ngoài ra chúng ta có thể lấy ví dụ ngoài sách giáo khoa như chẳng hạn là SO2 tác dụng với oxy chẳng hạn. Đấy. Sau phản ứng thu được SO3. Cân bằng phương trình 2 và SO3, 2 và SO2. Xác định số oxy hóa đây là dương 4, đây dương 6. Vậy lưu huỳnh dioxit đã có tính khử chưa? Tiếp theo thì chúng ta cùng chuyển sang ứng dụng và điều chế. Trước tiên là ứng dụng. Ứng dụng thì các bạn để ý là lưu huỳnh dioxit được dùng để sản xuất axit sulfuric trong công nghiệp, làm chất tẩy trắng giấy và bột giấy, chất chống nấm mốc cho lương thực thực phẩm. Như vậy là rất nhiều ứng dụng, trong đó quan trọng nhất là để sản xuất axit sulfuric. Đấy. Ngoài ra thì còn làm chất tẩy trắng. Tẩy trắng giấy, bột giấy. Đấy. Hay là chất chống nấm mốc, vân vân. Tiếp theo là phần điều chế. Thì các bạn có thể quan sát, thứ nhất là trong phòng thí nghiệm. Đây, trong phòng thí nghiệm thì lưu huỳnh dioxit được điều chế bằng cách đun nóng dung dịch axit sulfuric với muối natri sulfit. Đấy. Vậy các bạn có thể viết phương trình đó là natri sulfit phản ứng với axit sulfuric để thu được lưu huỳnh dioxit, natri sulfat và nước. Cái phản ứng này thì đã tự cân bằng, chúng ta không phải cân bằng nữa. Tiếp theo, trong công nghiệp, lưu huỳnh dioxit được sản xuất bằng cách đốt lưu huỳnh hoặc đốt quặng pyrit. Như vậy là có thể đốt lưu huỳnh thì lưu huỳnh cháy trong oxy, chúng ta thu được lưu huỳnh dioxit. Ngoài ra ở đây là hoặc nhá, chúng ta có thể đốt cháy quặng pyrit. Pyrit sắt thì thành phần chủ yếu là Fe2. Khi bị đốt cháy thì được Fe2O3 và lưu huỳnh dioxit.
cân bằng phương trình 2 vào sắt, 3 oxit, 4 vào FeS2, 8 vào lưu huỳnh dioxit và 11 vào oxy. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong về lưu huỳnh dioxit. Tiếp theo chúng ta chuyển sang hợp chất cuối cùng, đó là lưu huỳnh trioxit. Chúng ta cùng ghi phần C. Lưu huỳnh trioxit, công thức phân tử là SO3. Trước tiên là tính chất. Thì các bạn cùng để ý này, lưu huỳnh trioxit là chất lỏng không màu. Đấy, vậy kiến thức đầu tiên các bạn phải nhớ được là chất lỏng không màu. Và chú ý là nhiệt độ nóng chảy của nó là 17 độ C. Và đặc biệt lưu ý là tan vô hạn trong nước và trong axit sulfuric. Tan vô hạn trong nước. Và trong axit sulfuric. Tiếp theo thì chúng ta thấy lưu huỳnh trioxit là oxit được tạo lên bởi phi kim và oxy, đúng không? Mà lại tác dụng mạnh với nước để tạo ra axit sulfuric. Vậy ở đây lưu huỳnh trioxit sẽ là oxit axit. Thể hiện ở thứ nhất, lưu huỳnh lưu huỳnh trioxit tác dụng với nước để tạo thành axit sulfuric. Tiếp theo là nó có thể tạo tác dụng với dung dịch bazơ để tạo thành muối sulfat. Lấy ví dụ như là phản ứng với natri hydroxit để tạo thành natri sulfat và nước. Cân bằng phương trình thêm 2 và natri hydroxit. Ngoài ra nó có thể tác dụng được với oxit bazơ để tạo thành muối. Có lấy ví dụ như là phản ứng với natri oxit tạo thành natri sulfat. Chưa? Tiếp theo chúng ta cùng nhắc lại kiến thức về ứng dụng và sản xuất. Thì ứng dụng của lưu huỳnh trioxit đấy là sản phẩm trung gian để sản xuất axit sulfuric. Vậy ứng dụng đấy chính là sản phẩm trung gian, sản phẩm trung gian để sản xuất ra axit sulfuric, một hóa chất quan trọng trong ngành công nghiệp. Đấy. Và người ta có nói rằng là muốn xem cái nền công nghiệp của nước đó mạnh đến đâu là chúng ta chỉ cần nhìn vào cái lượng axit sulfuric mà nước đó sản xuất mỗi năm. Đấy. Tiếp theo là sản xuất. Thì trong công nghiệp người ta sản xuất lưu huỳnh trioxit bằng cách oxy hóa lưu huỳnh dioxit. Đấy. Sản xuất đó là cho lưu huỳnh dioxit là phản ứng với oxy, chúng ta sẽ thu được lưu huỳnh trioxit. Và chú ý là phản ứng này là thuận nghịch, cần có xúc tác là P2O5 và ở nhiệt độ cao. Được chưa? Như vậy là cô đã hướng dẫn cho các bạn nghiên cứu toàn bộ lý thuyết trong bài hydrosulfur, lưu huỳnh dioxit và lưu huỳnh trioxit. Sau đây thì chúng ta cùng chuyển sang làm bài tập ở phần này. Sau đây thì chúng ta cùng đi vào làm bài tập. Trước tiên là bài số 1. Lưu huỳnh dioxit có thể tham gia những phản ứng sau. Cô có thể trích lại các phản ứng này vào trong tờ giấy. Đó là lưu huỳnh dioxit phản ứng với nước brom để thu được axit brom hydric và axit sulfuric là phản ứng 1. Phản ứng 2 là lưu huỳnh dioxit có thể phản ứng với dung dịch axit sulfuric để thu được lưu huỳnh và nước. Đây là phản ứng 2. Và đề bài hỏi như sau. Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của các chất trong những phản ứng trên? A. Phản ứng 1, lưu huỳnh dioxit là chất khử, brom là chất oxy hóa. B. Phản ứng 2, lưu huỳnh dioxit là chất oxy hóa, H2S là chất khử. C. Phản ứng 2, lưu huỳnh dioxit vừa là chất khử vừa là chất oxy hóa. D. Phản ứng 1, brom là chất oxy hóa, phản ứng 2, H2S là chất khử. Thế thì để làm được bài tập số 1 này thì chúng ta phải lưu ý cái từ khóa ở trong câu hỏi. Diễn tả không đúng nha. Vậy bạn nào mà chúng ta vội vàng mà chúng ta lại lựa chọn cái câu diễn tả đúng là chúng ta đã bị sai. Thế để lựa chọn xem là đáp án nào là đúng thì chúng ta sẽ phải đi
xác định số oxy hóa và xác định vai trò của từng chất có trong các phương trình. Trước tiên là lưu huỳnh dioxit ở phản ứng 1, lưu huỳnh có số oxy hóa là dương 4. Brom ở đây đơn chất, số oxy hóa là 0. Sau phản ứng brom trong HBr đây là -1. Và lưu huỳnh trong axit sulfuric là dương 6. Đấy, và cô cũng nhắc đi nhắc lại các bạn rồi là đến giờ phút này mà bạn nào chưa xác định được thuần thục số oxy hóa thì phải xem lại ngay cái bài hóa trị và số oxy hóa. Đấy, đấy là chúng ta thấy cái tầm quan trọng của số oxy hóa chưa? Tiếp theo, lưu huỳnh trong lưu huỳnh dioxit là dương 4, lưu huỳnh trong H2S là -2. Và sau phản ứng lưu huỳnh đơn chất, số oxy hóa là 0. Như vậy chúng ta xác định được ngay ở phản ứng 1, lưu huỳnh dioxit là chất khử. Số oxy hóa của lưu huỳnh tăng sau phản ứng, đúng không? Brom là chất oxy hóa, số oxy hóa của brom giảm sau phản ứng. Ở phản ứng số 2, đấy, chúng ta có lưu huỳnh dioxit ở đây là chất oxy hóa, vì số oxy hóa của lưu huỳnh là giảm từ dương 4 xuống 0, đúng không? Còn H2S ở đây là chất khử. Thế bây giờ chúng ta cùng đi vào các ý. Phản ứng 1, SO2 là chất khử, brom là chất oxy hóa. Vậy chuẩn rồi, SO2 là chất khử, brom là chất oxy hóa. Vậy không chọn đáp án A. Đáp án B, phản ứng 2, lưu huỳnh dioxit là chất oxy hóa, H2S là chất khử. Vậy chúng ta có lưu huỳnh dioxit là chất oxy hóa, H2S là chất khử. Vậy ý B chuẩn rồi, không lựa chọn. Sang đến ý C, lưu huỳnh dioxit vừa là chất khử vừa là chất oxy hóa. Vậy thấy ngay, lựa chọn đáp án C. Bởi vì lưu huỳnh dioxit là chất oxy hóa, như vậy chúng ta vừa hoàn thiện xong bài số 1. Tiếp theo là bài số 2. Nội dung bài số 2 như sau. Hãy ghép các cặp chất và tính chất của chất sao cho phù hợp. A, các chất là A là lưu huỳnh, B là lưu huỳnh dioxit, C là lưu huỳnh, C là hydrosulfur và đây là axit sulfuric. Tính chất của chất A là có tính oxy hóa, B là có tính khử, C là có tính oxy hóa và tính khử, D là chất khí có tính oxy hóa và tính khử, E không có tính oxy hóa cũng không có tính khử. Thế thì sau đây chúng ta cùng đi ghép lần lượt các chất với tính chất phù hợp. Thế để ghép một cách chính xác thì chúng ta phải xác định được số oxy hóa của lưu huỳnh trong các đơn chất và hợp chất này. Từ đó mình dựa vào số oxy hóa để dự đoán và lựa chọn tính chất của chất. Trước tiên, ý A là lưu huỳnh. Lưu huỳnh đơn chất có số oxy hóa là 0. Như vậy khi tham gia phản ứng hóa học thì số oxy hóa này có thể giảm xuống -2 hoặc là tăng lên dương 4 hoặc là dương 6. Như vậy lưu huỳnh vừa có tính oxy hóa vừa có tính khử. Vậy A với C có tính oxy hóa và tính khử. Tính oxy hóa có viết tắt. Tiếp theo, B. B là lưu huỳnh dioxit. Chúng ta có số oxy hóa là đây là dương 4. Như vậy là khi tham gia phản ứng hóa học thì số oxy hóa này có thể tăng lên dương 6 hoặc giảm xuống 0 hoặc -2. Như vậy ở đây lưu huỳnh dioxit vừa có tính oxy hóa vừa có tính khử. Vậy chúng ta thấy ở đây đáp án D, chất khí có tính oxy hóa và tính khử là chính xác. Vậy B ghép với D. Chất khí có tính oxy hóa và tính khử. Tiếp theo, C, H2S. Chúng ta xác định số oxy hóa của lưu huỳnh ở đây là -2. Như vậy, đây số oxy hóa -2 là số oxy hóa thấp nhất của lưu huỳnh rồi. Khi tham gia phản ứng hóa học, nó chỉ tăng lên được thôi. Số oxy hóa chỉ tăng lên thôi chứ không có giảm xuống được nữa. Vậy, H2S chỉ có tính khử. Vậy C ghép với B có tính khử. Tiếp theo D, H2SO4. Chúng ta có số oxy hóa của lưu huỳnh đây là dương 6, đây là số oxy hóa cao nhất của lưu huỳnh. Do vậy khi tham gia phản ứng hóa học thì lưu huỳnh chỉ có giảm số oxy hóa chứ không có tăng được nữa. Như vậy ghép với A có tính oxy hóa. Như vậy là cô vừa hướng dẫn các em làm xong bài số 2. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 3.
Nội dung của bài số 3 như sau. Cho phản ứng hóa học H2S phản ứng với clo, nước clo để tạo thành axit sulfuric và axit chlorhydric. Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất các chất phản ứng? A. H2S là chất oxy hóa, Cl2 là chất khử. B. H2S là chất khử, H2O là chất oxy hóa. C. Clo là chất oxy hóa, H2O là chất khử. D. Clo là chất oxy hóa, H2S là chất khử. Thế thì để xác định được đúng vai trò các chất trong phản ứng thì chúng ta phải đi xác định số oxy hóa để xác định vai trò và lựa chọn đáp án. Trước tiên, lưu huỳnh, số oxy hóa -2 trong H2S. Sau phản ứng lên -6 trong axit sulfuric. Clo trước phản ứng đơn chất, số oxy hóa là 0. Sau phản ứng -1 trong HCl. Như vậy nhìn vào đây chúng ta thấy ngay vai trò của H2S ở đây, số oxy hóa của lưu huỳnh tăng sau phản ứng. Vậy H2S là chất khử. Số oxy hóa của clo giảm từ 0 xuống -1 sau phản ứng. Như vậy là clo là chất oxy hóa. Vậy nhìn vào đây, chúng ta thấy đáp án đúng chính là D. Clo là chất oxy hóa, H2S là chất khử. Như vậy, bài số 3 này chúng ta sẽ chọn đáp án D. Tiếp theo là bài số 4. Nội dung câu hỏi bài số 4 như sau. Hãy cho biết những tính chất hóa học đặc trưng của A. Hydrosulfur, B. Lưu huỳnh dioxit. Dẫn ra những phản ứng hóa học để minh họa. Như vậy bài số 4 này là một câu hỏi thuần túy về lý thuyết. Như vậy để làm được bài số 4 này thì chúng ta phải nắm được lý thuyết về tính chất hóa học của hydrosulfur và lưu huỳnh dioxit. Thế thì sau đây chúng ta cùng trình bày bài số 4. Trước tiên là ý A, tính chất hóa học của hydrosulfur. Thì tính chất đầu tiên chúng ta phải khái quát được đó là hydrosulfur, tức là H2S ở trạng thái khí đấy, tan trong nước tạo thành dung dịch axit yếu. Và chú ý là yếu hơn cả axit carbonic. Đấy. Chúng ta có thể lấy phương trình hóa học minh họa thể hiện. Đó là khi tác dụng với dung dịch bazơ thì có thể thu được hai loại muối. Đó là muối trung hòa và muối axit. Đấy. Chúng ta có thể viết phương trình tạo thành muối trung hòa cân bằng phương trình thêm 2 vào natri hydroxit, 2 vào nước. Hay là tác dụng với dung dịch natri hydroxit để tạo thành muối axit NaHS và nước. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta thấy rằng là lưu huỳnh dioxit, cô xin lỗi, là hydrosulfur thì số oxy hóa của lưu huỳnh trong hydrosulfur là -2. Như vậy đây là số oxy hóa thấp nhất của lưu huỳnh. Khi tham gia phản ứng hóa học thì số oxy hóa của lưu huỳnh thì chỉ có thể tăng, không thể giảm được nữa. Như vậy là hydrosulfur có tính khử mạnh. Chúng ta có thể lấy ví dụ. Chẳng hạn như là hydrosulfur phản ứng với oxy đốt cháy trong không khí thu được SO2 và nước. Cân bằng phương trình 2 và nước, vậy 2 và hydrosulfur. Vậy sẽ là 2 và lưu huỳnh dioxit và 3 và oxy. Đấy, hay là dung dịch axit sulfuric tác dụng với oxy trong không khí ở điều kiện thường tạo thành lưu huỳnh và nước. Cân bằng phương trình 2 và nước, 2 và hydrosulfur, 2 vào H2S, vậy là 2 và lưu huỳnh. Ngoài ra các bạn có thể lấy ví dụ H2S phản ứng với nước brom tạo thành axit bromhydric và axit sulfuric. Cân bằng phương trình 8 vào HBr
4 và brom và 4 và nước. Đấy, chúng ta có thể xác định số oxy hóa ra để làm rõ. Đấy, trước phản ứng lưu huỳnh trừ 2, sau phản ứng ngay lên dương 4 trong SO2, lên 0 trong lưu huỳnh đơn chất hay là lên dương 6 trong axit sulfuric. Tiếp theo là IB. B, tính chất hóa học của lưu huỳnh dioxit. Thì tính chất đầu tiên các bạn phải khái quát được đó là lưu huỳnh dioxit là oxit axit. Các bạn có thể lấy phương trình hóa học để chứng minh thể hiện đó là lưu huỳnh dioxit có thể tác dụng với nước để tạo thành axit. Đấy, và axit này rất là yếu, không bền, ngay lập tức bị phân hủy, do đó phản ứng này là phản ứng thuận nghịch. Tiếp theo là các bạn có thể lấy ví dụ lưu huỳnh dioxit tác dụng với oxit bazơ để tạo thành muối. Đấy. Hay là lưu huỳnh dioxit tác dụng với dung dịch kiềm để tạo thành muối và nước. Đấy, muối trung hòa và nước. Cân bằng thêm 2 và natri hydroxit. Thế ngoài ra ở đây là Na2SO3 nhé. Ngoài ra thì lưu huỳnh dioxit có thể phản ứng với natri hydroxit để tạo thành muối axit NaHSO3. Như vậy là chúng ta vừa lấy được các ví dụ để chứng minh lưu huỳnh dioxit là oxit axit. Thế ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là lưu huỳnh dioxit thì lưu huỳnh có số oxy hóa là dương 4. Như vậy khi tham gia phản ứng hóa học thì số oxy hóa của nó có thể tăng, số oxy hóa của lưu huỳnh có thể tăng hoặc giảm sau phản ứng. Như vậy lưu huỳnh dioxit vừa có tính oxy hóa vừa có tính khử, chúng ta có thể lấy ví dụ như là lưu huỳnh dioxit phản ứng với oxy. Đấy, thì thu được lưu huỳnh trioxit, phản ứng này chú ý là phản ứng thuận nghịch. Như vậy trước phản ứng lưu huỳnh là dương 4, sau phản ứng lưu huỳnh là dương 6. Vậy ở đây chúng ta có lưu huỳnh dioxit là chất khử. Hay chúng ta có thể lấy phản ứng đốt cháy lưu huỳnh dioxit trong H2S, sau phản ứng thu được lưu huỳnh và nước. Cân bằng phương trình thêm 2 vào nước, vậy 2 vào H2S và 3 vào lưu huỳnh. Như vậy chúng ta có ngay lưu huỳnh dioxit ở đây là chất gì thì xác định số oxy hóa trước là dương 4, sau xuống 0. Vậy ở đây là chất oxy hóa. Như vậy là vừa chúng ta đã liệt kê tính chất hóa học của H2S và SO2 cũng như là các phương trình hóa học minh họa. Sau đây thì chúng ta cùng chuyển sang bài số 5. Nội dung câu hỏi bài số 5 như sau: dẫn khí lưu huỳnh dioxit và dung dịch KMnO4 màu tím, nhận thấy dung dịch bị mất màu vì xảy ra phản ứng hóa học sau. Chúng ta có thể viết lại phản ứng ở bài số 5. Đó là lưu huỳnh dioxit phản ứng với KMnO4, dung dịch KMnO4 được kali sunfat, mangan sunfat và axit sulfuric. A, hãy cân bằng phương trình hóa học trên bằng phương pháp thăng bằng electron. B, hãy cho biết vai trò của SO2 và KMnO4 trong phản ứng trên. Thế thì sau đây chúng ta cùng đi cân bằng phương trình theo phương pháp thăng bằng electron. Và lưu ý là để cân bằng phương trình theo phương pháp thăng bằng electron thì bước đầu tiên là các bạn phải xác định được số oxy hóa của những nguyên tố có sự thay đổi số oxy hóa trước và sau phản ứng. Vậy để ý vào đây chúng ta thấy lưu huỳnh dioxit, lưu huỳnh số oxy hóa trước phản ứng là dương 4. Sau phản ứng thì số oxy hóa của lưu huỳnh lên dương 6. Đấy. Mangan trước phản ứng ở đây là mangan dương 7. Sau phản ứng xuống mangan dương 2 trong muối mangan sulfat. Bước thứ hai là chúng ta sẽ phải đi biết được các quá trình oxy hóa và quá trình khử. Vậy quá trình đầu tiên là chúng ta có lưu huỳnh dương 4 lên lưu huỳnh dương 6. Quá trình này nhường đi 2 electron. Đây, lấy 6 trừ 4 bằng 2. Đấy, hay là lấy số oxy hóa lớn trừ số oxy hóa bé. Chưa. Quá trình thứ hai là mangan dương 7 xuống mangan dương 2. Vậy quá trình này nhận vào 7 trừ 2 bằng 5 electron. Bước tiếp theo là đi xác định hệ số của phương trình. Thế xác định hệ số thì chỉ việc lấy số n
nhận chuyển lên trên, lấy sâu e nhường chuyển xuống dưới và giản ước nếu cần. Vậy đây 5 và 2 đã tự giản ước rồi. Vậy chúng ta không cần rút gọn nữa, vậy hệ số ở đây là 5 và 2. Sau đây thì chúng ta đi cân bằng phương trình thì lưu ý bao giờ cũng cân bằng sản phẩm trước chất tham gia phản ứng sau. Để ý ở đây 5 lưu huỳnh dương 6, nhưng ở đây lưu huỳnh dương 6 thì xuất hiện rất nhiều, vậy mình chưa cân bằng vội, mình cân bằng mangan trước. Vậy 2 mangan dương 2 thêm 2, cái nào đã cân bằng chấm ở phía dưới này. Vậy bên này là 2 mangan thì bên này sẽ là 2 vào kali permanganat. Vậy bên này 2 kali thì sẽ là 1 vào phân tử kali sunfat, được chưa? Tiếp theo 5 lưu huỳnh dương 6, vậy ở đây đã có 1, 3, vậy thêm 2 là đủ 5. Vậy 5 và lưu huỳnh dioxit đếm hiro cân bằng nước, vậy đây là 4 hiro. Vậy bên này để được 4 hiro thì thêm 2 vào nước. Vậy chúng ta đã cân bằng xong phương trình hóa học. Tiếp theo là ý B, hãy cho biết vai trò của SO2 và KMNO4 trong phản ứng trên. Vậy chúng ta thấy rằng là lưu huỳnh số oxy hóa từ dương 4 lên dương 6. Vậy lưu huỳnh dioxit ở đây sẽ là chất khử. Còn trong kali permanganat thì mangan số oxy hóa dương 7 giảm xuống dương 2. Vậy KMNO4 là chất oxy hóa. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em làm xong bài số 5. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 6. Nội dung câu hỏi bài số 6 như sau. A. Bằng phản ứng hóa học nào có thể chuyển hóa lưu huỳnh thành lưu huỳnh dioxit và ngược lại lưu huỳnh dioxit thành lưu huỳnh? B. Khí lưu huỳnh dioxit là một trong những khí chủ yếu gây ra mưa axit. Mưa axit phá hủy những công trình được xây dựng bằng đá thép. Tính chất nào của khí lưu huỳnh dioxit đã hủy hoại những công trình này? Hãy dẫn ra phản ứng hóa học để chứng minh. Thế thì để làm được bài số 6 này thì chúng ta phải nắm vững kiến thức có liên quan về lưu huỳnh và lưu huỳnh dioxit. Trước tiên chúng ta cùng đi vào làm ý A. Chuyển hóa lưu huỳnh thành lưu huỳnh dioxit. Vậy chúng ta chỉ việc là dựa vào tính khử của lưu huỳnh. Đó là cho lưu huỳnh phản ứng với oxy. Vậy chúng ta thu được lưu huỳnh dioxit. Thế để lưu huỳnh dioxit biến đổi thành lưu huỳnh, tức là số oxy hóa của lưu huỳnh giảm sau phản ứng, tức là chúng ta dựa vào tính oxy hóa của lưu huỳnh dioxit. Vậy chúng ta có thể cho lưu huỳnh dioxit phản ứng với H2S. Vậy sau phản ứng chúng ta thu được lưu huỳnh và H2O cân bằng phương trình, thêm 2 vào nước, vậy 2 vào H2S và 3 vào lưu huỳnh. Như vậy phản ứng đầu tiên chính là dựa vào tính khử của lưu huỳnh. Và phản ứng thứ hai chính là dựa vào tính oxy hóa của lưu huỳnh dioxin. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang ý B. Tính chất nào của khí lưu huỳnh dioxin đã hủy hoại công trình này? Thì chính là tính khử của lưu huỳnh dioxin. Chúng ta có thể trình bày bài số 6 ý B như sau. Đó là lưu huỳnh dioxit thì do nhà máy thải vào khí quyển. Dưới tác động của các tia từ mặt trời hay là tia sét trong khí quyển thì chúng ta sẽ có phương trình chuyển hóa là lưu huỳnh dioxit phản ứng với oxy trong khí quyển để tạo thành lưu huỳnh trioxit. Sau đó thì lưu huỳnh dioxit này, cô giáo xin nói là sau đó thì lưu huỳnh trioxit sinh ra sẽ tác dụng với nước mưa.
Theo phản ứng là lưu huỳnh trioxit phản ứng với nước có trong nước mưa để tạo thành axit sulfuric nhá. Và chính cái tính axit của axit sulfuric này đã phá hủy các công trình xây dựng. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thiện xong bài số 6. Tiếp theo là bài số 7. Nội dung bài số 7 như sau. Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh rằng lưu huỳnh dioxit và lưu huỳnh trioxit là những oxit axit. Vậy câu hỏi bài số 7 là chứng minh lưu huỳnh dioxit, lưu huỳnh trioxit là oxit axit. Thế thì cái tính chất của oxit axit thì các bạn đã được học từ trung học cơ sở rồi. Thể hiện đó là oxit axit thì có thể phản ứng được với nước tạo thành dung dịch axit này, phản ứng được với oxit bazơ để tạo thành muối này, phản ứng được với dung dịch bazơ để tạo thành muối và nước. Vậy chúng ta có thể lấy các ví dụ để chứng minh. Như là trước tiên là lưu huỳnh dioxit phản ứng với nước. Đấy thì chúng ta thu được axit ở đây là H2SO3 và axit này kém bền ngay lập tức bị phân hủy tạo thành SO2 và nước. Đấy. Tương tự chứng minh cho lưu huỳnh trioxit là oxit axit thì chúng ta cũng cho phản ứng với nước được axit sulfuric. Đấy. Tiếp theo lưu huỳnh dioxit tác dụng với dung dịch kiềm chẳng hạn. Đấy. Thu được muối trung hòa và nước. Đấy, cân bằng phương trình kim 2 và natri hydroxit hay là lưu huỳnh dioxit có thể tác dụng với dung dịch kiềm để tạo thành muối axit. Đấy. Tương tự bạn có thể lấy ví dụ cho lưu huỳnh trioxit phản ứng với dung dịch kiềm để tạo thành muối trung hòa và nước. Đấy, cân bằng thêm 2 và natri hydroxit hay là lưu huỳnh trioxit tác dụng với natri hydroxit tạo thành muối axit. Đấy. Tiếp theo, lưu huỳnh dioxit phản ứng với oxit bazơ. Lấy ví dụ như là phản ứng với natri oxit tạo thành muối, đó là natri sulfit. Và tương tự với lưu huỳnh trioxit thì cho phản ứng với natri oxit thì chúng ta sẽ thu được muối sulfat. Được chưa? Như vậy, chứng minh lưu huỳnh dioxit, lưu huỳnh trioxit là oxit axit thì chúng ta chỉ cần chứng minh đó là do nó phản ứng được với nước này, oxit bazơ này và bazơ. Vậy đó là oxit axit. Chưa. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong bài số 7. Tiếp theo là bài số 8. Nội dung câu hỏi bài số 8 như sau. Cho hỗn hợp gồm sắt và sắt sunfua tác dụng với dung dịch axit clorư, axit clohydric dư thu được 2,464 lít hỗn hợp khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Cho hỗn hợp khí này đi qua dung dịch trì nitrat dư thu được 23,9 gam kết tủa màu đen. A. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. B. Hỗn hợp khí thu được gồm những khí nào, thể tích mỗi khí là bao nhiêu ở điều kiện tiêu chuẩn. Và C. Là tính khối lượng của sắt và sắt sunfua trong hỗn hợp ban đầu. Như vậy đọc đề bài số 8 này chúng ta phân tích thì thấy rằng là cái bài số 8 này thực chất chính là một bài toán tính toán theo phương trình hóa học. Tuy nhiên thì đề bài thì đã phân tích ra thành từng ý nhỏ để chúng ta đi từng bước, đó là viết phương trình và tính toán theo phương trình. Thế thì sau đây chúng ta cùng đi vào làm chi tiết bài số 8. Thế với cái bài tập mà tính toán theo phương trình hóa học thì bước đầu tiên là chúng ta phải đi xác định số mol những chất mà đề bài cho chúng ta có thể tính được ngay. Trước tiên là số mol khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Chính là đường lấy bằng thể tích chia 22,4. Vậy thể tích khí ở đây là 2,464 chia 22,4. Và chúng ta bấm máy tính ra 2,464 chia 22,4. Như vậy là bằng 0,11 lít. Tiếp theo là chúng ta có số mol kết tủa. Kết tủa ở đây thì các bạn xác định được ngay đó là PbS hay là trì sunfua kết tủa đen.
Vậy số mol được tính bằng khối lượng chia cho khối lượng mol. Khối lượng ở đây là 23,9. Thế còn trì ở đây thì chúng ta có trì là 207 đúng không? Còn lưu huỳnh là 32, vậy từ đây chúng ta tính số mol là 23,9 chia 239. Vậy là 0,1. Đã nhận ra là cái phép tính này chúng ta không cần phải tính. Ở đây là mol chứ không phải lít. Nó quá đơn giản rồi. Đấy. IA, sau đây chúng ta đi vào IA, viết phương trình hóa học xảy ra. Vậy đầu tiên là cho FeS và Fe tác dụng với HCl thì chúng ta có các phản ứng sắt phản ứng với axit chlorhydric, chú ý là chỉ thu được muối sắt 2 và giải phóng hydro. Cân bằng phương trình thêm 2 và HCl. Thế với cái bài tập tính toán theo phương trình hóa học thì cô vẫn khuyên các bạn là sau khi tính xong chúng ta cách ra một dòng để lát đặt số mol. Đấy. Tiếp theo FeS phản ứng với HCl thì chúng ta thu được FeCl2 và H2S. Cân bằng phương trình thêm 2 và HCl. Như vậy khí ở đây là có H2 và H2S. Tiếp theo là cho khí đi vào dung dịch trì nitrat thì chỉ có H2S phản ứng với trì nitrat để thu được trì sunfua kết tủa và HNO3. Chú ý là trì sunfua thì không tan trong axit mạnh. Như vậy chúng ta xong IA. Tiếp theo IB. Hỗn hợp khí thu được gồm những khí nào, thể tích mỗi khí là bao nhiêu. Vậy chúng ta xác định được ngay khí sau phản ứng chính là H2 và H2S. Thế để tính được số mol từng khí thì chúng ta chỉ cần đặt vào phương trình. Chúng ta có số mol trì sunfua ở đây là 0,1. Từ đây dễ dàng chúng ta tính được số mol hydro chính bằng số mol trì sunfua. Đây, hệ số của nó bằng nhau, vậy số mol nó bằng nhau. Ở đây là 0,1. Như vậy xác định được ngay H2S là 0,1 mol. Số mol H2 tính như thế nào? Thì chúng ta có tổng số mol khí bằng 0,11. Như vậy số mol H2 chính bằng số mol khí, hỗn hợp khí, trừ đi số mol H2S. Và đây chính là bằng 0,11 trừ đi 0,1 và bằng 0,01 mol. Vậy từ đây chúng ta dễ dàng tính được thể tích khí hydro chính bằng số mol nhân 22,4 bằng 0,01 nhân 22,4, như vậy là bằng 0,224 lít. Còn số mol H2S, thể tích H2S ở điều kiện tiêu chuẩn chính bằng số mol nhân 22,4. Vậy là bằng 0,1 nhân 22,4 và bằng 2,24 lít. Như vậy chúng ta đã làm xong ý B. Tiếp theo là ý C. Ý C là tính khối lượng của sắt và sắt sunfua có trong hỗn hợp ban đầu. Như vậy chúng ta có số mol của hydro sunfua ở đây là 0,1, chúng ta đặt vào phương trình. Số mol của hydro là 0,01, chúng ta đặt vào phương trình. Từ phương trình hóa học này chúng ta tính được ngay số mol của sắt chính bằng số mol của khí, để nhìn hệ số trước của nó bằng nhau, vậy số mol bằng nhau 0,01. Số mol sắt sunfua cũng chính bằng số mol khí hydro sunfua. Đấy, và các bạn bảo toàn lưu huỳnh thì chúng ta thấy ngay là số mol sắt sunfua cũng bằng số mol khí hydro sunfua ở đây và bằng 0,1. Như vậy từ đây chúng ta sẽ có khối lượng của sắt được tính bằng số mol của sắt nhân với nguyên tử khối, ở đây chính là 0,01 nhân 56 và bằng 0,56 gam. Thế đến khối lượng của FeS cũng được tính bằng số mol nhân với khối lượng mol, số mol là 0,1. Khối lượng mol là 56 cộng với 32. 56 cộng 32 đây là 88 và các bạn tính ra đây là 8,8 gam. Như vậy là cô đã cùng các em làm xong bài số 8. Tiếp theo sau đây chúng ta cùng vào bài số 9. Nội dung câu hỏi bài số 9 như sau. Đốt cháy hoàn toàn 2,04 gam hợp chất A, thu được 1,08 gam nước và 1,344 lít lưu huỳnh dioxit ở điều kiện tiêu chuẩn. A. Xác định công thức phân tử của hợp chất A. B. Dẫn toàn bộ lượng chất A nói trên đi qua dung dịch axit sulfuric đặc thấy có kết tủa màu vàng xuất hiện. Hãy giải thích hiện tượng và viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. Tính khối lượng chất kết tủa thu được. Như vậy, ở bài số 9 này
Thì ý A là chúng ta xác định công thức phân tử của một chất. Thế thì cái dạng bài tập mà xác định công thức phân tử của một chất thì các bạn đã được học từ lớp 9 rồi. Để xác định được công thức phân tử của một hợp chất, chúng ta phải xác định xem là thành phần, các nguyên tố có trong hợp chất đó là như thế nào. Và tiếp theo là chúng ta có tỷ lệ giữa cái hệ số có trong công thức phân tử đây cũng chính là bằng tỷ lệ về số mol. Thế sau đây thì chúng ta cùng đi trình bày chi tiết từng ý. Trước tiên là ý A. Thế để làm ý A thì chúng ta cùng tính xem là số mol các chất khi đốt cháy hoàn toàn A là bao nhiêu. Thì chúng ta có số mol nước ở đây tính được ngay. Đó là bằng 1,08 chia 18. Và cùng bấm máy tính 1,08 chia 18. Ở đây là 0,06 mol. Tiếp theo là số mol của lưu huỳnh dioxit ở điều kiện tiêu chuẩn chính bằng thể tích là 1,344 chia 22,4. 1,344 chia 22,4. Và đây chúng ta tính được là 0,06 mol. Thế thì nhìn vào sản phẩm đốt cháy thì chúng ta thấy ngay được là trong A chắc chắn sẽ có hydro nha. Bảo toàn nguyên tố, chúng ta thấy rằng là số thành phần các nguyên tố trước phản ứng hoặc là những thành phần nào thì sau phản ứng cũng có thành phần tương ứng. Vậy trong A chắc chắn có hydro và chúng ta sẽ có ngay số mol hydro. Thì nhìn vào đây, chúng ta thấy ngay là số mol hydro sẽ bằng 2 lần số mol nước và bằng 0,12 mol. Từ đây dễ dàng chúng ta tính được khối lượng của hydro trong A chính là bằng số mol là 0,12 nhân khối lượng mol của hydro là 1 và bằng 0,12 gram. Tiếp theo là chúng ta nhìn vào khí sinh ra còn có lưu huỳnh dioxit, như vậy trong A chắc chắn có lưu huỳnh. Chúng ta có số mol lưu huỳnh chính bằng số mol trong A chính bằng số mol khí lưu huỳnh dioxit và đây là 0,06. Từ đây chúng ta dễ dàng tính ra được khối lượng lưu huỳnh có trong A chính là bằng số mol là 0,06 nhân khối lượng mol là 32. Từ đây mình bấm ra kết quả là 1,92 gram. Thế chúng ta đi tính xem là khối lượng của hydro và khối lượng lưu huỳnh là bao nhiêu. Nếu nó đã bằng khối lượng của A thì chứng tỏ rằng là trong A chỉ có hydro và lưu huỳnh. Thế còn nếu như cái khối lượng này mà nó nhỏ hơn khối lượng của hợp chất A thì chứng tỏ rằng trong A còn có oxy. Vậy thì ta có khối lượng của hydro cộng với khối lượng của lưu huỳnh ở đây là bằng 0,12 cộng với 1,92. Và chúng ta cộng vào chúng ta thấy ngay là bằng 2,04. Như vậy chính là bằng khối lượng của A. Vậy từ đây chúng ta kết luận đó là A chỉ chứa hydro và lưu huỳnh. Sau đây chúng ta sẽ đặt công thức phân tử của A có dạng là HXSY. Thì suy ra chúng ta có tỷ lệ X chia Y chính bằng số mol hydro chia cho số mol lưu huỳnh sau khi lấy tối giản. Như vậy chúng ta suy ra được ở đây chính là bằng số mol hydro là 0,12 chia 0,06 là số mol lưu huỳnh. Và chúng ta suy ra được x chia y ở đây là chính bằng 2 chia 1. Đấy, lấy cái số mol bé là 1 thì chúng ta thấy 0,12 chia 0,06 bằng 2. Vậy tỷ lệ là 2 chia 1. Từ đây chúng ta xác định được ngay A chính là thay x bằng 2 vào, H2 thay y bằng 1 vào là H2S. Vậy chúng ta đã làm xong ý A. Tiếp theo, ý B. Dẫn toàn bộ lượng hợp chất A nói trên đi qua dung dịch axit sulfuric đặc thấy có kết tủa màu vàng xuất hiện. Giải thích hiện tượng, viết phương trình hóa học xảy ra. Như vậy, chúng ta sẽ có phương trình hóa học. Đó là H2S
phản ứng với H2SO4 có kết tủa màu vàng, chứng tỏ rằng là có lưu huỳnh sinh ra. Và sản phẩm tiếp theo chính là nước. Cân bằng phương trình thì chúng ta có thể cân bằng theo phương pháp đếm oxy chẳng hạn. Vậy đây là 4 oxy, 4 và nước. 4 và nước, đếm hiro. Bên này 8 hiro, vậy bên này H2SO4 đã cân bằng, vậy chúng ta thêm 3 vào H2S, vậy bên này sẽ là 3 và lưu huỳnh. Cô xin lỗi, bên này sẽ là 4 và lưu huỳnh, 3 với 1 là 4, 4 và lưu huỳnh. Tiếp theo là tính khối lượng chất kết tủa thu được. Kết tủa thu được ở đây chính là lưu huỳnh. Chúng ta có số mol của H2S chính là bằng 2,04 chia cho phân tử khối là 34, và từ đây mình tính được là 0,06. Vậy đặt vào phương trình số mol H2S là 0,06. Từ đây mình tính được số mol của lưu huỳnh chính là bằng 4 chia 3. 4 chia 3 nhân 0,06 và bằng 0,08 mol. Vậy từ đây mình xác định được ngay khối lượng của lưu huỳnh chính bằng số mol nhân khối lượng mol, chính là bằng 0,08 nhân 32. Và bấm máy tính ra 2,56 gram. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong bài số 9. Tiếp theo là bài số 10. Bài số 10. Nội dung câu hỏi bài số 10 như sau. Hấp thụ hoàn toàn 12,8 gram lưu huỳnh dioxit và 250ml dung dịch natri hydroxit 1M. A. Viết phương trình hóa học của các phản ứng có thể xảy ra. B. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng. Thế thì nhắc lại một chút về cách làm bài tập số 10. Đó là chúng ta có đặt T bằng tỷ lệ số mol của NaOH chia cho số mol SO2 nhá. Và nếu như cái T này mà nằm trong khoảng nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì chúng ta sẽ có ở đây là muối axit. Thế nếu như cái T này ở trong khoảng lớn hơn hoặc bằng 2 thì chúng ta sẽ có muối trung hòa. Cái T này thuộc trong khoảng từ 1 đến 2 thì chúng ta sẽ có hỗn hợp 2 muối. Thế bây giờ chúng ta cùng đi vào trình bày chi tiết bài số 10. Trước tiên là chúng ta đi tính số mol từng chất. Ta có số mol của lưu huỳnh dioxit được tính bằng khối lượng là 12,8 chia cho phân tử khối ở đây là 64. Như vậy bấm máy tính ra hoặc nhẩm ngay, 12,8 chia 64 ở đây chính là bằng 0,2 mol. Tiếp theo mình có số mol natri hydroxit, đề bài cho chúng ta thể tích và nồng độ. Như vậy số mol được tính bằng nồng độ mol nhân với thể tích. Nồng độ mol ở đây là 1M, thể tích chú ý là 250ml, đổi về lít là 0,25. Vậy ở đây là 0,25 mol. Vậy để viết xem, để xem là phản ứng có thể xảy ra theo trường hợp nào, thì chúng ta đi đặt T bằng số mol của natri hydroxit chia số mol SO2. Ở đây chính là bằng 0,25 chia 0,2. Vậy chúng ta lấy 0,25 chia 0,2 là bằng 1,25. Như vậy chúng ta có T này là lớn hơn 1 và nhỏ hơn 2. 1,25 lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. Từ đây chúng ta kết luận được ngay, nhìn vào sơ đồ này thấy rằng là sau phản ứng thu được 2 muối. Vậy chúng ta có thể viết phương trình
tạo ra hai muối. Đó là trường hợp đầu tiên là lưu huỳnh dioxit phản ứng với natri hydroxit để tạo thành muối axit. Đấy, có hai trường hợp có thể xảy ra. Trường hợp thứ hai là lưu huỳnh dioxit phản ứng với natri hydroxit để thu được muối trung hòa và nước. Cân bằng phương trình thêm 2 vào natri hydroxit. Ý B là tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng. Vậy để tính được khối lượng muối tạo thành sau phản ứng thì mình phải biết được số mol từng muối sau phản ứng. Thế thì ở đây chúng ta sẽ đi giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Bởi vì số mol từng muối sau phản ứng mình chưa biết, vậy mình đi đặt ẩn. Số mol của natri hydrosulfit mình đặt là x chẳng hạn, thì số mol natri sulfit trung hòa mình có thể đặt là y. Từ đây mình tính được số mol natri hydroxit phản ứng ở đây là x. Số mol lưu huỳnh dioxit phản ứng ở phản ứng 1 cũng là x. Thế ở phản ứng số 2, số mol muối là y, từ đây mình tính được số mol natri hydroxit bằng 2 lần y. Và số mol lưu huỳnh dioxit ở đây chính là bằng y. Thế mà theo bài ra thì có phải là ta có số mol dioxit vừa tính xong bằng 0,2. Mà số mol dioxit này, lưu huỳnh dioxit này tính theo phương trình hóa học chính là bằng x cộng y bằng tổng số mol lưu huỳnh dioxit ở cả hai phương trình. Vậy mình có x cộng y bằng 0,2. Tiếp theo là mình có số mol natri hydroxit, theo bài ra mình tính được là 0,25 mol. Thế mà theo phương trình hóa học thì số mol natri hydroxit được tính bằng cả hai phương trình 1 và 2 thì bằng x cộng 2y. Từ đây mình sẽ giải cái hệ phương trình này. X cộng y bằng 0,2, x cộng 2y bằng 0,25. Và có được x ở đây là bằng 0,15. Và y ở đây là 0,05. Mà chúng ta có x là số mol của natri hydrosulfit, vậy từ đây dễ dàng mình tính được khối lượng của natri hydrosulfit bằng số mol ở đây là 0,15 nhân với khối lượng mol, natri là 23, hydro là 1, lưu huỳnh là 32 và oxy là 16. Và từ đây mình bấm máy tính ra kết quả. Là 15,6 gram. Và khối lượng của muối natri sulfit trung hòa được tính là số mol là 0,05 nhân với khối lượng mol 23 nhân 2 cộng 32 cộng 16 nhân 3. Và ở đây mình tính ra được là 0,5 nhân với 126 và bằng 6,3 gram. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em làm xong bài số 10, cũng là bài cuối cùng trong bài số 32 này. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong buổi học ngày hôm sau.